Chào anh em, thì hôm nay Quang giới thiệu một chiếc xe Honda CD250U. Chiếc này được hãng Honda xuất đi cái thị trường Anh Quốc từ năm 1988 đến 1993. Thì xe Honda CD50U, chiếc này thì sản xuất là năm 1990 ha. Rồi xe toàn bộ là rin tất tần tật ha. Xe còn khá đẹp, trên 90%, đồng hồ báo đầy đủ hết luôn cho anh em, máy móc êm. Thì anh em mà sưu tầm cái dòng xe Honda CD50U, 250U Bentley thì anh em alo số điện thoại bên câu lạc bộ sẽ có lòng quà 0978 797978 ha. Thì xe này nó sử dụng động cơ 2 xi lanh, trang bị cái phanh đĩa thắng đĩa trước ha. Rồi và một cái hai bô ha. Đánh lửa là CDI. Thì động cơ là mát, cái dung tích là 233 cc 4 thì ha. Bình xăng này thì chứa tới 10 lít nha anh em. Cái lượng dự trữ trong trong xe thì còn lại là khoảng 1,8 lít. Nhớt máy là 1,6 lít ha. Sử dụng loại nhớt tốt. Hệ thống phục nhúng sử dụng nguyên lý telescopic 250, có thể đạt được vận tốc 120 km/h. Ở đường xá tương đối là bằng phẳng tốt nha. Rồi nói chung là đường xấu thì nó chạy không tới. Động cơ 250 được cải tiến rất nhiều so với thế hệ trước, như là Rebel CM250 hay là Nighthawk ở Mỹ. Thì xe này nguyên bản rất đẹp, anh em sưu tầm thì cứ alo. Đó. Thì xe này đảm bảo tình trạng là xe gần như là rin đến 99%. Nói chung theo dòng thời gian thì nó cũng có rỉ và hoen ố nhiều, nhưng mà không đáng kể lắm. Vẫn còn nguyên bản và đẹp. Anh em nào chơi thì sưu tầm, về nhà trang trí thêm ha. Nước sơn toàn bộ là rin hết, bô còn nguyên rin luôn. Ba ga sau thì còn sáng đẹp rin hết luôn. Chụp đèn trước, đèn sau, phụ, rồi vành điền câm ok hết, dash 1990. Đó. Anh em có sưu tầm thì alo. Thì CD250 là một chiếc xe mô tô. Nó có dung tích là 233 phân khối. Làm mát bằng cái động cơ không khí 4 thì được bán lẻ bởi Honda ở Anh từ năm 1988 đến 1993. Đó. Hai bô ngon lành, hai đồng hồ. Kèn còi xi nhan còn rất ok cho anh em luôn. Đồng hồ Odo và đồng hồ báo đèn ha. Đó, máy móc còn sáng bóng luôn á. Không dặm bắn tốt gì hết nha anh em. Bình xăng sơn nguyên. Nguyên rin, nguyên sơn, nguyên rin. Sơn rin hết. Rồi. Nói chung là xe này ok á.
giá khởi điểm là 80 triệu cho anh em nha, 80 triệu. Thì anh em mà sưu tầm á, nó lâu ngay. Chứ xe này thì cũng đang về, khi về tới Việt Nam thì có thể là mình bán trước khi dòng xe nó về. Anh em thông cảm ha. Nếu mà xe về mà chưa bán được thì anh em có cơ hội để alo. Còn mình bán trước rồi thì anh em thông cảm. Thì những hình ảnh này thì xe còn đang ở bên bên Nhật đang đấu giá về. Toàn bộ là xe bên mình là đấu giá hết. Thôi chào, chào hẹn gặp lại anh em ở video sau.